sinh ra và lớn lên ở đây thì từ những năm 80 là đã tiếp cận với cây chè lúc còn nhỏ đấy ạ. Thì khi mà lớn lên thì cũng không đi công tác thì tôi ở lại làm kinh tế gia đình. Thì đến năm 2012 thì thời điểm đó thì cây chè công ty có khủng hoảng nên là cái đầu ra các bà con nó rất là khó khăn. Thì chúng tôi đã bàn bạc với một số hộ dân liên kết lại để thành lập hợp tác xã để có tư cách pháp nhân bao tiêu sản phẩm, trước tiên là cho gia đình và cho bà quanh con trong quanh vùng. Và khi đến năm 2013 thì chúng tôi thành lập hợp tác xã. Các mối đầu ra của mình chưa quan tâm đến dư lượng thuốc bảo vệ thực vật thì làm cũng rất là đơn giản, nhưng từ những năm 2016-2017 thì các cái mối khách hàng đầu ra của mình đã quan tâm đến các cái dư lượng sản phẩm an toàn thực phẩm thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Nên là qua những cái quá trình mà bị sản phẩm bị đưa về là sản phẩm không an toàn thì chúng tôi đã cố gắng là tuyên truyền với bà con là càng ngày cái sản phẩm cần được quan tâm về dư lượng và an toàn thực phẩm, thì bà con cũng nhận thức được cái giá trị đó nên là cũng đã cùng đồng hành chia sẻ và chấp hành mọi cái quy định và cái về cách chăm sóc chè để cho được đảm bảo là chè an toàn. Khi mà chè an toàn thì giá cả ổn định hơn và đầu ra đảm bảo. Thì từ khi bà con đang phá chè đi để trồng các loại cây khác thì lại quay về và đầu tư vào cây chè. Khi mà hợp tác xã chúng tôi được giao vùng nguyên liệu là mới có hơn 300 ha thôi, và đến thời điểm này thì đã có hơn 1.000 ha và có 3-4 cơ sở đã bao tiêu cho bà con, giá cả thì ổn định.